làm thế nào để chúng ta có thể xử lý cái chuyện trẻ mê điện thoại, và làm thế nào để giúp cho con mình học được những kỹ năng mềm từ cái việc sử dụng điện thoại. Video ngày hôm nay cô Thảo sẽ chia sẻ cho các bạn một số bí kíp rất đặc biệt. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Miss Thảo và Iflita Edu. Quay trở lại với Iflita Edu, chúng ta không chỉ học tiếng Anh để đồng hành cùng con ở nhà, mà Iflita Edu sẽ cùng chia sẻ cho các bạn rất là nhiều những cái bí kíp để chúng ta có thể giúp con học được những cái kỹ năng mới mỗi ngày. Và ngày hôm nay thì cô Thảo rất là vui khi được chia sẻ với các bạn về cái cách để chúng ta có thể giúp cho con học được những kỹ năng mềm khi xem điện thoại. Trước hết cho Thảo hỏi là bé nhà bạn có mê điện thoại không ạ? Bạn nào mà có mê điện thoại thì tranh thủ comment xuống hoặc là bấm vào cái nút like ở cái video này ha. Để cho chúng ta biết rằng là bao nhiêu bé đang rất là mê điện thoại. Theo Thảo nghĩ thì chắc là đại đa số trẻ em không có đứa nào là không có mê điện thoại hết. Kể cả em đi nhà Thảo cũng rất là mê điện thoại, nói chung là y như là một cái vật gây nghiện vậy đó. Nếu mà mình cấm con thì điều đó là chắc chắn là không thể rồi, bởi vì là nếu mà mình cấm chỗ này thì nó cũng sang chỗ khác ha. Thì thay vì cấm đoán thì chúng ta sẽ học cái cách để chúng ta cope with, đó là cố gắng để xử lý được cái vấn đề đó và cũng giúp cho con học được những kỹ năng từ đó. Thì Thảo có một cái bí kíp rất là nhỏ nhưng mà nó rất là hiệu quả với bạn Andy, mà Thảo muốn chia sẻ với tất cả các ba mẹ của Iflita Edu. Đó là không có cấm coi điện thoại, nhưng mà sẽ set sẵn. Trước khi mà bạn Andy chơi điện thoại á, thì Thảo luôn luôn hỏi con là bây giờ con muốn chơi mấy phút, 10 phút hay 15 phút, và cho bạn chọn. Có khi bạn chọn 5 phút, có khi bạn chọn 10 phút, có khi bạn chọn 15 phút. Và Thảo sẽ hướng dẫn cho con là mở cái đồng hồ này ra, hẹn cái đồng hồ. Ở đồng hồ nó có cái phần đó là hẹn giờ, các bạn chỉ cần hẹn giờ 0 giờ 15 phút là để cho các bạn nhỏ tự hẹn nha. Sau đó các bạn sẽ được xem điện thoại, nhưng mà đương nhiên là cái xem điện thoại ở đây là ba mẹ phải kiểm soát cái nội dung. Các bạn có thể sử dụng app để cho con học tiếng Anh. App sử dụng học tiếng Anh đừng có nghĩ rằng là học càng lâu càng tốt, không, chỉ cần học 10-15 phút thôi. Lúc đó thì con mới không có bị, nói chung là con không bị chán. Chứ còn nếu mà các bạn để thoải mái cho con chơi là con sẽ chán rất là nhanh và chuyển sang cái kênh khác. Và lúc đó chúng ta không kiểm soát được. Thì mình sẽ cho con học, ví dụ như Andy học Monkey Junior thì thật ra cũng không có mua. Cô Thảo cho học cái phần mềm miễn phí, hoặc là Khan Academy Kids. Thì học ở đó 15 phút đúng không? 15 phút học Khan Academy Kids. Sau đó là mình đi làm gì làm để cho con tự học. Và 15 phút chuông reo là bao tu phải tắt, đang học dở cũng phải tắt. Thì sẽ có những trường hợp ban đầu là trẻ sẽ tắt đồng hồ và tiếp tục xem. Thì khi đó mẹ xuất hiện, mẹ nói là không giữ đúng lời hứa là lần sau mẹ không cho sử dụng nữa nha. Mình chỉ cần nói vậy thôi và mình làm nghiêm một lần là đảm bảo với ba mẹ là lần sau đúng 15 phút là tắt điện thoại. Andy nhà Thảo là Thảo đã sử dụng cái chiêu này rất là lâu rồi, và đúng trước khi cầm điện thoại lên là bạn sẽ tự động bấm giờ. Kể cả những kênh YouTube hoặc là YouTube Kids là hỏi là mẹ cho con mượn điện thoại nha, mẹ hỏi là mấy phút, 10 phút, 10 phút tự hẹn đồng hồ. Và tự hẹn đồng hồ đó mẹ có thể đi tắm, mẹ có thể nấu ăn, nhưng mà đúng 10 phút hoặc 15 phút sau theo như bạn hẹn là đồng hồ kêu là tắt. Thì các ba mẹ cũng có thể sử dụng cách này để giúp cho con làm những cái việc khác. Ví dụ như là em đi ngồi trong bồn tắm rất là lâu không chịu ra, mẹ nói là bây giờ hẹn đồng hồ 5 phút nha. Là hẹn 5 phút, mẹ đi đâu đi, đồng hồ kêu 5 phút là tự động đi ra. Và không có mè nheo hay không có đòi xin thêm gì hết. Thì đây là cái cách mà giúp cho trẻ quản lý thời gian rất là tốt. Từ rất là nhỏ, từ 3-4 tuổi thôi, nhưng mà chúng ta sử dụng cái cách này là trẻ sẽ biết được cái tầm quan trọng của thời gian. Cũng như là chúng ta ngồi lướt Facebook mà chúng ta không hẹn đồng hồ là chúng ta sẽ lướt rất là nhiều, lướt từ giờ này qua giờ khác Facebook, TikTok, và chúng ta không kiểm soát được. Nhưng nếu trước khi các bạn làm mà các bạn hẹn đồng hồ cho cái việc này 15 phút, 10 phút là các bạn sẽ vô cùng tập trung luôn. Nên đây là một trong những cái kỹ năng mà chúng ta có thể rèn cho các bạn nhỏ ngay từ nhỏ và rất là dễ dàng. Các bạn hãy thử làm xem và cho Thảo biết cái kết quả nha. Nếu bạn thấy thích cái video này thì hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem, bởi vì là khi mà họ xem được cái video này chắc chắn họ sẽ giúp cho con họ quản lý thời gian rất tốt. Đừng quên bấm subscribe kênh Iflita Edu và bấm vào nút cái chuông để nhận được những bài học và những chia sẻ mới nhất từ Iflita nhé.